Wow. Rất là bẩn luôn đó. Chà, wow. Wow. Ô chà. Hello các bạn ơi. Hôm nay cùng mình đi vào khu vườn ở nhà mình đi hái rau đi các bạn ơi. À, ở đây có rất nhiều cây rau luôn này các bạn ơi. Wow, một cây rau nhá các bạn ơi. À, đi cùng mình đi tìm xem có trong khu vườn này có cái cây rau gì ngon ngon không nhá các bạn nhá. Ơ, cái gì đây nhỉ các bạn nhỉ? Ui, đây là cái gì đây? Ui, các bạn ơi. Ui, ai vứt một chiếc rìu ở đây này các bạn này. Wow, một chiếc rìu của siêu nhân à. Úi dồi ôi, cái rìu này có thể chém đất được đấy. À, chặt cây được này các bạn này. À, chiếc rìu này chơi rất là vui luôn các bạn ạ. Cùng mình đi chặt cây đi các bạn này. À, đi xem có cái cây nào to to chặt chặt đi. À, chặt cái cây này đi. Chu 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 chu. Ơ, cái gì đây nhỉ các bạn nhỉ? Ui. Wow, một chiếc xe này các bạn ơi. Wow, không biết ai vứt chiếc xe ở đây ấy các bạn ạ. Một chiếc xe chở dầu nhá. Wow, rất là to luôn các bạn ạ. Cho vào đây nhá. Hôm nay mình đi hái rau các bạn ạ. Thế là mình nhặt được xe luôn. À, không biết ở đâu luôn. Xem nào. Xem còn nữa không các bạn nhá. Đi tìm đi, xem nào. Ui, đây rồi các bạn ơi. Wow. Ai, một chiếc xe nữa này các bạn này. Wow, một em xe gì mình không rõ luôn. Em ấy dính rất là nhiều bùn các bạn ạ. Về mình sẽ phải tắm cho em ý thì mới biết là xe gì các bạn nhé. Hình như đây là một chiếc tàu thủy ấy, các bạn ơi. Đấy, một chiếc tàu biển đấy. Wow, chiếc xe gì đây nhỉ? Ui dồi ôi, cái xe này bẩn thế. Wow, ui dồi ôi, em này dính rất là nhiều bẩn luôn các bạn ạ. Một chiếc xe Ben nhé các bạn nhé. Doom Patrol. Wow, chiếc xe này bị dính cái gì ở trên đầu ấy. À các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Wow, chiếc xe trộn bê tông này có cái quay này. Đấy, xịn sò chưa? Wow. Á chà. Wow, quay được bê tông luôn các bạn ạ. Rồi, cho vào đây nhé các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem là trong này có cái gì nữa không nhé các bạn nha. La. Chiu. La. Chiu. Ui, wow các bạn ơi. Ucha, một em siêu nhân húc đang nâng một chiếc xe cứu hộ cần cẩu máy xúc này các bạn ơi. Wow. Ê, em ấy ngã rồi. Wow, chiếc máy xúc này. À, mình xem nào. À, đây là một em siêu nhân húc này các bạn ơi. Wow, em siêu nhân húc này khỏe lắm. Tay em ấy nâng được cả chiếc xe luôn các bạn ạ. À, cho vào đây nhá. Chiếc máy xúc này. Wow, rất là to luôn các bạn ơi. À, một em máy xúc cần dài nha, siêu bự khổng lồ nha. Đấy, cho vào đây. Wow, to chưa các bạn ơi? Quá to luôn. À, đây là chiếc gì đây? À, một chiếc xe cứu hộ các bạn ạ. Úi dồi, trong này bẩn lắm này các bạn này. Rồi, cùng mình đem chiếc xe cứu hộ này về tắm rửa cho các em ấy đi các bạn ơi. Chiu. À, các bạn ơi, cùng mình cầm chiếc vòi này để đi rửa xe máy xúc nha các bạn ơi. Wow, một em siêu nhân húc này. Wow. Ôi chà, em siêu nhân húc bẩn quá. À, tắm cho em siêu nhân húc nha. À, em siêu nhân húc đã đẹp trai và sạch sẽ rồi các bạn nha. Wow, chiếc máy xúc rất bẩn này. Wow. Wow. Rất là bẩn luôn đó. Chà, wow. Ôi, sạch chưa các bạn ơi. Wow. Ôi chà. Ôi, rất là sạch luôn. Wow. Đấy, mình sẽ mở cửa nhá. À, rửa bên trong nào. Úi chà, em này quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đóng cửa nhá. À, ok. À, các bạn ơi, mình đã rửa sạch được chiếc máy xúc và siêu nhân húc rồi các bạn nha. Let's go các bạn ơi. Cùng mình đi rửa đồ chơi đi. Wow các bạn ơi. À, đây là một chiếc búa này, một chiếc rìu này các bạn này. Mình vừa nhặt được đấy các bạn ơi. Cùng mình rửa chiếc rìu nhé các bạn ơi. Chiu. Chém nước luôn. Ái chà. Wow. Chiếc rìu này xịn sò quá các bạn ơi. Đấy. Wow. Chiu. Đấy. Wow. Chiu. Toảng. Đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc rìu nha. Đấy, chiếc rìu buộc bằng dây này. Đấy, có thể chém xuống nước được đấy. Chiu. Wow. Chém xuống nước rất là thích luôn các bạn ạ.
Mình sẽ cho chiếc dìu ở đây nhá các bạn ơi. Ê, đây là chiếc xe gì đây? Ui, chiếc xe này bẩn quá các bạn ơi. Nào, cùng mình rửa nhá. Đấy. Wow. Ui, chiếc này bẩn quá các bạn ơi. Đấy. Đấy. Wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe chở dầu đấy. Một em truck tanker. Wow. Một em xe chở dầu màu xanh các bạn nhé. Pha màu trắng này. À, có lốp này. Lốp có 3 hàng lốp nhá. Tổng cộng là 6 chiếc bánh xe các bạn ạ. Đi rất là nhanh luôn. Một chiếc xe chở dầu truck tanker. Ok. Nhiều xe đồ chơi quá các bạn ơi. À, đây là chiếc gì đây các bạn ơi? Một chiếc xe trộn bê tông đấy các bạn ơi. Wow. Chiếc xe này rất là bẩn luôn. Đấy. Wow. Chiu chiu chiu. Toảng. À, một chiếc xe trộn bê tông các bạn nha. Màu xanh rất là đẹp. Có cả tay quay bê tông này. Đấy. Lên 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 lên. Chiu 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 chiu. Đấy. Quay được cái này các bạn này. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Một chiếc mixer chắc. À, mixer chắc nha. Ok. Úi trời ơi, em ấy ngã luôn các bạn ạ. À, đây là chiếc xe gì đây các bạn ơi? Nào. Wow. À, các bạn ơi, đây là một em McQueen Disney Dinoco. Một chiếc xe đua McQueen. He he he. Nen 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 chiu. He he. Wow. À, mình rửa hai em một lúc luôn đây. Em này đi các bạn này. Chiu chiu chiu. Wow. À các bạn ơi, đây là một chiếc tàu biển, tàu của cảnh sát biển đấy các bạn ạ. Một chiếc tàu police. À, wow, có cả cần cầu này, crane. Đấy. Wow, có phao cứu sinh này các bạn này. Có súng bắn nước này. Đấy, vòi rồng đấy các bạn ạ. Và chiếc tàu này có thể đi dưới nước đấy. Nè 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 nè. Ôi trời. Ôi trời. Nè 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 nè. Ok. Rồi, tiếp tục nha. À, ở đây vẫn còn một em nữa này các bạn này. Ui, em này em gì đây? À, đây là một chiếc xe ben các bạn ạ. Doom Patrol nha. Ok. À, đây là chiếc xe gì đây? Xe nào? Úi trời ơi, đây nữa này các bạn này. Úi trời ơi. Wow, các bạn ơi. Đây là một em bán tải pickup truck. À, một chiếc xe bán tải màu đỏ các bạn nhé. Đấy, xe bán tải đang chở hàng cái này các bạn này. And hello, plane. Một chiếc máy bay chở khách. Chiu 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 chiu. Đi nhanh lên, máy bay đâm vào đít nữa bây giờ. Đấy, cho lên đây nha các bạn này. Đấy, quay lên đây nha. À, đây còn một em nữa này các bạn này. Wow, một em máy xúc excavator. Một chiếc máy xúc màu vàng các bạn nha. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình rửa được rất là nhiều đồ chơi này các bạn này. Bye bye các bạn nha.